Chuyên đề của nâng cấp ảnh cũ chúng ta sẽ thực hiện với cái bài ví dụ dành cho những cái ảnh quét từ các sách báo tạp chí vào trong máy tính. Thì đối với cái ảnh quét từ sách báo tạp chí, nghĩa là những cái ảnh có nguồn là nguồn F1, nghĩa là đã in qua một lần, nó sẽ bị hiện tượng là mô rê hoặc là những sắc độ không có đạt như ý muốn. Do đó chúng ta dùng thực hiện cái bài này để đưa nó về cho nó được đẹp hơn và nó hiệu quả hơn, ấn tượng hơn. Bằng cách ta sẽ chọn cái file, ta sẽ vào trong ví dụ này, ta dùng cái file ảnh nó quét từ trên báo chí vào, ta sẽ làm cho cái bài này để cho anh em thấy rõ hơn. Trước tiên anh em bỏ vài phút để ngó vào cái ảnh, ta thấy những cái ảnh quét từ báo chí nó sẽ có hai khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất là bị mô rê, thứ hai là những cái sắc độ trên ảnh, màu sắc và đường nét ảnh nó không đạt. Để thực hiện bài này, ta sẽ đưa cái ảnh về chế độ màu sắc được được ấn tượng hơn, bằng cách ta sẽ ra chọn lệnh adjustment và chọn là auto level. Sau đó dùng bước thứ hai, ta sẽ vào lệnh filter, chọn clear smart blur. Ta đặt thông số cho clear smart blur trong trường hợp này là 2 và 10 hoặc là 3 và 15, nghĩa là tùy theo cái tầm ảnh hưởng của hiệu hiệu ứng. Các bạn có thể chỏ vào bên trong cái cửa sổ review trên trên cửa sổ Smart Blur để nhìn thấy kết quả. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải để ý là chọn phần quality là low, sau đó ta nhấn OK. Thì vừa thực hiện lệnh Smart Blur, các anh em đã khử được những hạt mô rê trên ảnh. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm mịn những vùng da do hiệu ứng Smart Blur tạo ra chưa được ưng ý. Nó tạo thành những cái vùng ảnh bị lem nhem, bị răng cưa. Chúng ta phải làm cho mịn lại bằng công cụ Blur, là công cụ giọt nước hay công cụ. Chúng ta đặt đây là 50%. Và nên nhớ anh em nên đi vào trong phần da, và chúng ta hạn chế không được đi vào phần nét như thế này. Nếu đi vậy thì cái vùng nét nó sẽ mờ, nó sẽ tạo cho ảnh bị nhòe. Ta chỉ đi phần da mà thôi. Và ta điều chỉnh cái cọ cho nó phù hợp. Và tùy theo vùng da mà ta sẽ đi, chúng ta sẽ đi cái cọ, nhưng mà chúng ta sẽ đi theo theo phương pháp của người làm make up. Nghĩa là chúng ta phải đi theo khối của da và theo chiều của sớ thịt, và chúng ta không được đi ngang vậy, hoặc là chúng ta đi xéo xuống vậy là không đạt. Chúng ta phải đi theo theo chiều của cái phần khối của phần da da mặt. Trường hợp này chúng ta phải đi thẳng xuống và đi xéo theo sống mũi. Trường hợp này ta phải điều chỉnh cái cọ cho nó phù hợp, để cho nó phù hợp với cái vùng ảnh mà ta cần xử lý. Những ảnh nhỏ thì ta phải để cái cọ nhỏ, vùng ảnh lớn thì để cọ lớn. Chứ nếu mà ta áp dụng sai thì nó tạo cái hiện tượng là lăn ban trên ảnh. Và lần lượt như thế, ta sẽ đi cho tất cả các vùng ảnh trên gương mặt của nhân vật sao cho được mịn hơn. Đặc biệt phần môi, chúng ta sẽ đi phần bên trong môi, mà ta đi không đi vào cái viền môi, ta đi phần bên trong phần thịt của môi. Và sau đó anh em để ý phần da này, tôi thẳng theo chiều cổ ta, chỗ này ta sẽ cho to hơn, để đi phần khối da ngay cái phần cổ cho nó được tốt hơn. Và đặc biệt là phần bắt tay, ta phải đi xuôi theo chiều của thịt, và anh ta đi bo tròn theo cái khối khối của thịt. Sau khi xử lý phần da bằng công cụ Slow Tool, các anh em sẽ bước qua công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ dùng công cụ Burn Tool để chế độ là 20% và để phần Blend là Mid Tone. Công cụ này ta dùng để làm tăng lên cái khối tối, tăng khối tối cho cái vùng ảnh, tăng độ tối cho những cái khối trên ảnh. Giờ tôi đi phần chân mày của nhân vật,
nên đi phần khói ngay mũi, ngay môi của nhân vật. Và trên phần da thì nên cho khoảng 15%. Khi mà anh em thấy rằng khi ta vẽ lên vùng da nào thì những cái chỗ đó sẽ được sậm hơn, tối hơn. Nhưng mà chúng ta không vẽ bừa, chúng ta vẽ những chỗ nào có khối đen sậm mà ta chỉ nâng cái khối đen nó lên thôi. Trong trường hợp này, dụ ta vẽ vào phần tóc thì chúng ta thấy rằng tóc nó sẽ được sắc sảo hơn, được mặn mà hơn. Ta sẽ đi vào phần ví dụ như phần áo nhân vật. Các em thấy là đấy, áo này cho thể là 20%. Ta đi thì cái khối trên áo, cái sớ dải nó sẽ được nhấn, nó có chiều sâu hơn. Thì cái ảnh mình nó sẽ được cảm thấy, người người xem cảm thấy nó sắc sảo hơn, nó rõ nét hơn. Trong quá trình xử lý, chúng ta thấy những cái vùng ảnh bị lỗi, chúng ta phải tự chủ động lấy công cụ Patch Tool để chúng ta khử những cái vết bụi trên ảnh. Trong trường hợp này chẳng hạn những cái vết bụi trên áo. Hoặc là chúng ta kiểm tra xem trên phần da, phần mặt có chỗ nào bị lỗi, chúng ta phải chủ động khử ngay tức khắc. Chẳng hạn như phần này, ta thấy có một vết lỗi. Sau khi khử phần sáng, phần tối, chúng ta sẽ qua bước là sẽ nâng cao những cái vùng sáng trên trên ảnh. Chẳng hạn như chúng ta hãy quan tâm tới chuyện là nâng ngay cái việc là nâng cái ấn đường của nhân vật. Bởi vì cái ảnh phải để cho ấn đường sáng thì cái ảnh nó mới cảm thấy nó cái ảnh nó được đẹp hơn. Và nâng những phần như trán nè, được sáng sủa hơn. Và tăng cường những khối sáng trên ảnh như phần da này. Và những phần sáng trên mặt. Ví dụ như phần sáng lớn, chúng ta phải cho cọ lớn. Và để tinh lý hơn, các anh em nên cho cái chế độ chúng ta chuyển sang highlight và cho phần này 50%. Và chúng ta sẽ đặt cái cọ bé lại, chúng ta vuốt vào những khối của tóc. Cái việc làm này là bên những người làm vẽ truyền thần hay sử dụng. Chúng ta nhấn lên, thì cách nhấn như thế này nó sẽ tạo khối cho tóc được rõ ràng, sáng sủa hơn. Và chúng ta nhìn nó có tính chất mỹ thuật hơn là chúng ta để bình thường. Và nếu tinh tế, anh em có thể cho cái cọ nó bé xíu lại mà chúng ta tỉa một vài sợi tóc lon con để tạo ra cảm giác là ấn tượng. Dù nó tỉa một vài con tóc như thế này, nó cảm giác như nó bắt sáng, tóc bắt sáng nó sẽ được nổi lên trên cái nền của tóc. Như thế nó sẽ thuyết phục hơn. Sau khi xử lý xong phần này, anh em sẽ cắt cái ảnh lại, cắt vùng ảnh cho nó phù hợp. Ví dụ như thấy ảnh này đang bị do ảnh này quét thì để nghiêng, cho nên cái ảnh nó sẽ bị quay một góc khoảng cỡ vài độ. Chúng ta sẽ chỉnh tầm quay bằng cách sử dụng cụ Crop Tool. Sau đó ta sẽ xoay cái vùng chọn cho mỏng cụ Crop Tool, ta đặt lên đây. Và ta sẽ dùng công cụ Crop Tool xoay để khi cắt ảnh, vừa cắt ảnh nó sẽ được xoay theo ý muốn chúng ta. Ta nhấn Enter thì ảnh sẽ tự động quay lại, vừa cắt vừa quay. Tiếp tục chúng ta sẽ mở công cụ Layer F7 và ta sẽ ép vào cái mặt nạ kênh bằng hiệu ứng là Radiant Contrast để tạo độ sắc bén trên ảnh và nâng độ tương phản của ảnh lên. Bây giờ cũng kiểm chứng lại sau khi ảnh nó được nâng cấp, nó có khác gì chất lượng ban đầu. Thì chúng ta sẽ duplicate một nhân bản của cái ảnh này lên một nhân bản nữa bằng cách dùng duplicate. Sau đó chúng ta chọn lại cái ảnh gốc ban đầu. Gốc ban đầu và ta sẽ nhấn lệnh revert để cho trả lại cái ảnh kết quả ban đầu khi chưa xử lý. Và chúng ta so sánh rằng bên trái của màn hình là cái ảnh đã được chúng ta dùng những phương pháp nâng cấp ảnh để xử lý cho ảnh được sắc sảo hơn. Còn bên phải là cái ảnh mà ảnh gốc ban đầu. Thì nghĩa là cái bài nâng cấp ảnh cũ, mục đích chính là chúng ta sẽ nâng chất lượng của ảnh lên, nâng màu sắc cho ảnh để ảnh được đẹp hơn là chúng ta đạt yêu cầu.